Hiện tại chúng ta đi trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Đường Nguyễn Đình Chiểu nằm trên địa bàn phường 3, 4 quận Phú Nhuận. Đi từ đường Nguyễn Kiệm đến đường Thích Quảng Đức có chiều dài khoảng 400m, lộ giới 12m qua ngã ba Phan Xích Long, Phùng Văn Cung. Theo như nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư thì con đường này nguyên là con hẻm đi vào trong xóm và tên hẻm là Lê Văn Bến Đường. Nâng cấp và cải tạo thành đường phố từ năm 1955 và được chính quyền tỉnh Gia Định đặt tên là Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu sinh năm 1822, mất năm 1888, là một nhà thơ, nhà văn hóa cận đại của Việt Nam. Nguyễn Đình Chiểu tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hối Trai. Sinh ngày 1 tháng 7 năm 1822 tại làng Tân Khánh, phủ Tân Bình, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định thuộc thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Cha ông tên Nguyễn Đình Huy, người xã Bù Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, nay là xã Phong An, huyện Phong Điền, TT Huế, là thư lại văn hàng ti của Tổng trấn Lê Văn Duyệt. Mẹ là Trương Thị Thiệt, người làng Thanh Ba, huyện Phước Lộc, huyện Cần Duộc, tỉnh Gia Định. Tuổi niên thiếu, Nguyễn Đình Chiểu từng chứng kiến cảnh loạn lạc của xã hội lúc bấy giờ, đặc biệt là cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi tại Gia Định. Cuộc nổi dậy này đã khiến cha ông bỏ trốn ra Huế rồi bị cách chức. Năm 1833, cha ông trở vào Nam, đem ông ra gửi cho một người bạn ở Huế để tiếp tục việc học. Nguyễn Đình Chiểu sống ở Huế từ 12 đến 19 tuổi. Năm 1843, ông đỗ tú tài ở trường thi Gia Định, đúng vào năm 21.